Vâng, chào cả nhà. Chào cả nhà, nay em lên sóng giới thiệu đến với tất cả mọi người, đến với các bác anh các bạn một chiếc đầu. Như trong YouTube em tra lên thì nó bảo là 5.1, 5.2, nhưng mà thực tế ở phía sau của nó ra thì thấy có hai chiếc loa center và cho hai loa súp. Súp hơi đấy. Trình bày rõ mọi người như vậy thì các bác anh có chăn trở gì về cái con này thì em không rành về nó lắm. Nhưng mà các bác cha là tem nhãn hiệu của nó là ARX 5500, AR5500. LG các bác nhé. Công suất là 800W. Chạy 2.2 CH, đúng rồi đây này. 2.2 CH. Tức là nó chạy cho hai loa súp điện là súp hơi. Tí em sẽ quay chi tiết ở phía sau để gửi gắm đến mọi người. Đây là công tắc chuyển mạch này. Đây em đang chạy AV2. Con này có giải mã optical mọi người nhé. Tí em sẽ giới thiệu đầy đủ hết. Đây em đang chạy AV2 này ở phía trước này. Video đấy. Đây là chuyển AV2 này. Là về AV2 là lên đèn AV1 này. USB này. FM này. FM này. Rồi HDMI này, in này. HDMI 1, I2 này. Rồi cái gì Corat này. 1 Corat 2 này, optical, con này có chuyển đổi giải mã đấy bạn các bác nhé. Con này có chuyển đổi optical, cắm thẳng một cái dây giải mã quang từ trên TV thông minh xuống thôi chứ là tự nó giả giải mã luôn đấy. Vâng, con này là có giải mã luôn. Nó ở optical màu 2. Hôm qua là em đã ở nhà người ta này, em đã test thử rồi. Cái này là của một bác ở trên công trường. Em làm thì là bác ấy không biết là loa đi đâu mất. Bác ấy bảo mua bộ này chưa có tiền lắm, nhưng loa đi đâu mất hết. Nhưng mà còn lại cái đầu thì còn tương đối là mới. Đây là bên này là chỉnh volume này. Vâng, đây là volume. Còn đây nó là chuyển mạch. Đấy, đây AV2 này. Đây em chuyển về AV2 là sẽ lên đèn này. Đấy, hết bản nhạc. Bài nhạc này hết này. Con này nó chạy, đây nó là cái đường ấy các bác nhé. Chỉnh khi lên cái này nó lên cái chế độ gì, bấm cái này là nó để chỉnh cho bát tép này. Cái này là đấy, khi bấm lên chế độ Equine là chỉnh cho bát tép này. Em cũng chưa rành lắm vì con này nó cũng, nãy này em chỉnh được đấy. Ở nhà người trên kia này, người ta công trường là anh ấy chỉnh, anh ấy thử cho là anh chỉnh con này đấy. Anh này mất nhạc rồi. Phức tạp thế. Đáng chạy thì này. Đấy, em ơi, đấy, con này đang chạy AV2 ở phía trước các bác nhé. Em đang cho chạy AV2 đấy. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Con này ruột của nó chạy là nguồn rung nhưng nó rất là nhẹ. Sau đây em rút điện ra để em quay cái phía sau em gửi gắm đến với các bác. Đây cái phần tiền của nó này em nói luôn nhé. Đây là một cái nút chỉnh bát tép này. Cái bát tép này là phải gọi lệnh lên, gọi cái lệnh Equine lên. Các bác anh dùng nhiều con này chắc các bác anh cũng biết. Đấy, thương hiệu của nó là AX5500 các bác nhé. Phía trong ruột gan của nó là còn zin đét nguyên, nó chạy bằng nguồn rung mọi người ạ. Cho nên nó không chạy bằng biến áp, cho nên là nó nhẹ thôi. Chứ B nó rất là nhẹ. Đấy, vâng, các bác các anh là những người dùng đến cái hàng này nhiều rồi thì em chỉ giới thiệu chung chung qua là các bác các anh biết. Chứ cũng không ấy. Nó còn rất bóng, rất đẹp, nằm bằng gương. Con này về này em phải không thay có một cái dây nguồn đã giả, đấu cái dây noa vào rồi bây giờ. Một lúc còn như mới luôn. Đây thưa với các bác các anh là ở phía sau là như thế này. HDMI này. Đây là AV đầu vào này, AV1 này, AV2 em cho chạy đằng trước này, AV out này. Đây là cắm anten này, còn đây là chuyển đổi optical mọi người này. Giải mã optical in này. Hôm qua này em thấy người ta cắm vào cái này là em cũng
test ở trên công trình là em cắm giải mã một cái dây quang vào đây, là bấm về optical 2 là nó lên tiếng luôn. Còn đây là hai loa này, đây là hai loa em đang chạy, là hai loa này là đấu vào là nó có cả lời, cả chung cả tép, tức là loa center đấy. Còn hai cái loa này nó là hai cái loa súp địa, súp hơi các bác nhé. Đây một chiếc, bên này một đỏ một đen, này một đỏ một đen, đấu vào là chỉ có tiếng bát thôi. Tức là một bộ này của nó khi nó thiết kế ra là nó chạy cho hai chiếc loa súp. Thì là em thì em cũng tiếp xúc ít với cái này, cũng giới thiệu đầy đủ luôn là bác ấy nói là anh ấy có nói là hai chiếc loa súp, mỗi một chiếc của nó súp hơi đấy là bát 20. Còn đây là hai chiếc loa center của nó này là mỗi một thùng của nó hai bát 16. Đấy là anh ấy có nói rõ chạy 4 chiếc. Vâng, cũng nói đầy đủ như vậy luôn. Đấy là đây có giải mã optical này, optical 1, optical 2 này, optical in này, là optical đầu vào này. Đây là chạy MI này. Đây là cái quạt gió của nó. Vâng. Đây là súp nó đề rõ đấy mọi người nhá. Đây nó đề rõ là súp đấy, đấu thẳng loa súp hơi vào đây đấy. Là nó chỉ ra có tiếng bát thôi. Vâng, em đấu thử, vừa đấu thử xong rồi. Em cái cũng cái loa này nhưng mà em đưa em buộc vào đây là đấu vào đây là nó chỉ ùng ục ra tiếng bát thôi. Còn đây là chạy cho hai loa center các mọi người nhá. Bác ấy có nói là mỗi một loa center nó hai bát 16. Còn đây là hai loa súp, bởi gồm một bộ của nó là 4 chiếc loa. Đấy cũng giới thiệu đầy đủ như vậy. Đây là AV in, AV out. Đây chuyển đổi optical HDMI, còn AV2 ở phía trước. Vâng, con này thì có một cái nhược điểm là em phải thay một cái dây nguồn. Tức là đầy đủ ra mà nói là cái dây nguồn này không biết là của nó đâu, nó bị đứt hôm qua là bác ấy lấy cái dây bác ấy đấu tạm vào đấy, người ta không còn loa nữa cho nên là người ta cũng không dùng đến. Để qua thì nói thật câu là em gặp được thì bác ấy bảo là thôi chú về bán hộ cho anh. Em đăng tải lên đây thì gửi gắm đến với mọi người. Nói chung là bên trong phần ruột gan là còn zin nguyên, zin đét nguyên các mọi người nhá. Bên trong là ruột gan còn zin đét nguyên, em cũng xin bảo đảm cái điều đấy. Đằng trước là những mới cứng luôn đấy, mới cứng luôn, cũng giới thiệu đầy đủ như vậy mà hình thước rất là đẹp, dàn nháy dàn đèn rất là đẹp. Đây em vừa mới cho cái dây điện khác vào, dây điện thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng có cái nào thì em trình bày đầy đủ đến mọi người như vậy. Đấy, khi cắm một cái này nó có cái đèn đỏ này đấy, và khi ấn một cái là nó lên cái đèn đỏ ở đây và chữ Hino này xin chào đấy, và bắt đầu nó tí đâu AV2 bây giờ nó nhận tín hiệu đấy, nó nhận tín hiệu lên bắt đầu nó mới chạy. Các bác anh có cái vấn đề chương trình này thì có thể đánh ở trên kênh YouTube hoặc là search ở trên Google, tức là AR5500, thì là các bác sẽ biết được cái đầu này nó bao nhiêu tiền và giá trị chất lượng của nó như thế nào. Đấy, cũng giới thiệu đầy đủ như vậy luôn. Đấy, em cắm rác vào là nó nói. Đấy, vâng. Rất là đẹp, còn cắm ở phía sau chế độ nào thì chỉnh chế độ đấy. Đấy, vâng. Đây là radio này. Đây là dò radio này. Chơi nhỏ đi tí này. Em thử dò radio này. Đã biết đó là sóng bao nhiêu. Em rất là biết là radio chạy ngon này. Cái cổ nó thì optical 2 là phải cắm jack optical này. Đấy, AV2 đây là cái chạy cho cái đằng trước đây. Đây AV2 đây. Đấy và hai lỗ thì rất to đấy ạ. Nội dung là gồm có chạy được hai loa súp hơi các bác nhé. Một bộ thì em xin trình bày đầy đủ luôn là các bác chat trên Google ấy là biết là nó chạy có hai chiếc loa center và hai chiếc súp hơi. Trong này nó có công suất rồi. Tức là đầy đủ như vậy, hình thức còn đẹp. Cái này các bác nghe nhạc hoặc ghép vào thêm mấy thớt vang alo alo ra đi. Máy nó chạy nguồn rung cho nên là bê nó rất là nhẹ. Vâng, làm nhìn rất sang chảnh và đẹp đẽ. Đây, model đây, tất cả mọi cái công suất tối đa là 5-800W. Vâng, cũng xin gửi gắm đến với mọi người như vậy. Vâng, với giá thành thì em có bán hộ. Bác ấy có nói một câu là anh bán cho chú bán đâu thì bán, nhưng mà anh cứ thu của chú là 1.500.000. Vâng, bác ấy nói thẳng như vậy luôn. Về chú thay máy là anh bảo là còn sống. Em đã thử test đầy đủ tất cả các cổng, các ngõ.
Thì bác cái thu 1.500.000. Vâng, thì ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982 897746. Cửa hàng mở tại số 13 ngõ 2 phố Sana, đối diện với bệnh viện cổng bệnh viện Bổng, Hà Đông, Hà Nội. Đi vào ngõ tầm 70m. Ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982 897746. Cửa hàng em ở phố Sana, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, cũng xin cảm ơn gửi gắm đến mọi người. Còn tất cả các mạch máy có một cái dây nguồn là người ta bỏ đi là em lại phải thay vào, nối vào. Vâng, em kiếm cái dây khác em nối vào. Cũng xin báo cáo đầy đủ cho các bác anh luật ra tất cả máy móc còn nguyên zin. Vâng, với giá 1.500.000 là bác chủ bác ấy bảo chú anh thu về 1.500.000. Các bác anh ai những người có nhu cầu vỏ vì còn đẹp bóng nhây, đẹp đẽ ngon lành luôn. Vâng, ai có nhu cầu xin liên lạc với cho em xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác anh các bạn đã xem video của em chào mọi người.